Ngọc Ánh rất vui khi gặp lại quý vị trong hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, trong quý khán giả đang theo dõi chương trình thì có ai là một fan cứng của vị quân sư tài ba Gia Cát Lượng không ạ? Và nếu là một người mến mộ tài năng và bản lĩnh của Khổng Minh thì chắc hẳn quý vị đã biết đến giai thoại lục xuất Kỳ Sơn của ông rồi đúng không ạ? Theo các sử liệu còn ghi chép lại rằng thì trong chiến dịch Bắc Phạt lần thứ 2 của Gia Cát Lượng là một chiến dịch thất bại một cách nhanh chóng nhất vì bất lực trước thành Trần Thương nhỏ bé. Đặc biệt trong trận chiến có một vị tướng quân Ngụy chỉ với 1.000 quân đã có thể chặn đứng đợt công phá của 40.000 quân Thục. Vậy đó là vị tướng tài nào trong lịch sử? Và theo quý vị thì nguyên nhân nào mới là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thất bại liên tiếp của Khổng Minh? Nếu quý vị chưa có câu trả lời chính xác nhất thì hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Hắc Triều là một nhân vật tương đối lạ lẫm trong Tam Quốc. Chiến công nổi bật nhất của vị tướng này là lần chỉ với 1.000 quân đã chặn đứng đợt công thành Trường Thương của 40.000 quân Thục do đích thân Gia Cát Lượng thống lĩnh. Cuối năm 228, trong bối cảnh Đại Đô Đốc Đông Ngô là Lục Tốn giao tranh Đại Tư Mã Tào Hưu của Tào Ngụy ở Thạch Bình, Thừa tướng Thục Hán là Gia Cát Lượng thừa cơ tổ chức cuộc Bắc Phạt lần thứ hai tiến về hướng Trần Thương. Gia Cát Lượng ban đầu cho rằng Trần Thương chỉ là một thành nhỏ bé, bị bỏ bê nhiều năm, nên chỉ mang theo một tháng lương thảo cùng 40.000 quân vội vã lên đường. Tuy nhiên, ngay sau khi Gia Cát Lượng thất bại ở lần Bắc Phạt đầu tiên, Tào Chân đã đoán rằng bước tiếp theo Gia Cát Lượng nhất định sẽ đánh Trần Thương. Do đó, ông đã cử Hắc Chiêu và Vương Dinh đến đó trấn thủ, đồng thời tu sửa lại tường thành. Do vậy, khi Gia Cát Lượng dẫn quân tới nơi, cảm thấy vô cùng bất ngờ khi thấy thành trì kiên cố. Tuy vậy, lúc đó trong thành Trần Thương cũng chỉ có hơn 1.000 binh sĩ. Vẫn giữ thói quen thận trọng, Gia Cát Lượng sai sứ giả đến dụ hàng Hắc Chiêu, đồng thời thăm dò tình hình. Tuy nhiên, Hắc Chiêu nhận định Gia Cát Lượng hành quân gấp, không mang nhiều lương thực, nói với Vương Sinh rằng chỉ cần cố thủ một tháng thì quân Thục sẽ tự động rút lui. Sau đó Hắc Chiêu bố trí cung thủ, bày thế phòng ngự, tỏ rõ quyết tâm tử thủ. Đánh giá thành Trần Thương kiên cố ngoài dự đoán, nhưng chỉ có hơn 1.000 binh lính. Quân tiếp viện nhà Ngụy lại khó đến kịp trước mùa xuân, nên Gia Cát Lượng với quân số áp đảo vẫn quyết định công thành. Chống hiệu nổi lên, Gia Cát Lượng cho binh sĩ dựng những chiếc thang mây cao hàng thước, mỗi thang vài ba người trèo lên công thành. Từ trên thành, Hắc Chiêu cho quân dùng tên lửa bắn xuống như mưa, đốt cháy hết thang mây của quân Thục. Gia Cát Lượng sau đó cho quân ngày đêm lắp dựng chiến xa, cho quân leo lên chiến xa mà truyền vào thành. Hắc Chiêu vội vàng sai quân vận đá đến, rồi đục lỗ thủng, luồn dây sắn bổ vào, quăng xuống đập xe. Xe vỡ tan tành, quân Thục không sao vào được. Hai bên ngày đêm giao chiến hơn 20 ngày, quân Thục không làm cách nào phá được thành. Trên thực tế, Hắc Chiêu tự bá đạo, không phải là một vị tướng tầm thường. Trước khi trấn thủ Trần Thương, ông từng làm tướng trấn giữ quận Hà Tây hơn chục năm. Nhiều lần bình định các cuộc nổi loạn của Điền Diễn, Hoàng Hoa hay Trương Tiến. Hắc Chiêu là một người rất có tiếng tăm ở vùng này, nhưng do địa phận cách khá xa Trung Nguyên nên đương thời ít ai biết tới. Nói cách khác, Hắc Chiêu là tướng từng kinh qua hàng trăm trận chiến, dày dặn kinh nghiệm nên việc có thể tùy cơ ứng biến với đấu pháp của Gia Cát Lượng hoàn toàn không có gì lạ. Dùng đủ mọi cách không chiếm được thành, lương thực lại sắp cạn kiệt. Lúc này Gia Cát Lượng lại nghe tin quân chỉ viện của Trương Cáp sắp đến nơi nên ông đành phải lui quân, kết thúc chiến dịch Bắc Phạt lần 2 một cách chóng vánh. Quý vị thân mến, vào thời Tam Quốc, khi Trung Hoa hình thành thế chân vạc, Gia Cát Lượng đã 5 lần đem quân tiến lên phía Bắc đánh nước Ngụy, nhưng tất cả lần lục xuất Kỳ Sơn của ông đều thất bại. Theo các sử gia, nguyên nhân lớn nhất chính là vấn đề thiếu lương thảo. Vậy tại sao một bậc thầy quân sự như Gia Cát Lượng, vì sao lại 5 lần 7 lượt không thể giải quyết kín kẽ vấn đề này? Phải chăng có một nguyên nhân nội tại quan trọng nào khác hay không? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nguyên nhân thứ nhất, nước Thục thiếu lương thực. Trong thời kỳ Tam Quốc phân tranh, các nhà sử học cho rằng vùng đất trù phú, dễ dàng sản xuất, tập hợp quân đội nhất là vùng phía Bắc do nước Ngụy nắm giữ. Kế đến là vùng Giang Đông với sông ngòi chằng chịt, người tuy không đông nhưng đất đai cũng màu mỡ và khi chiến đấu thì dễ dàng phòng thủ. Cuối cùng là vùng Tây Xuyên của nước Thục, hiểm trở và khó sinh sống hơn. Đây có thể là nguyên do khiến nước Thục dù có quân sư tài ba cũng luôn rơi vào tình cảnh thiếu thốn vật chất, nhưng đó liệu có là nguyên nhân cốt yếu? Trên thực tế, vùng Tây Xuyên này là do Gia Cát Lượng tự lựa chọn từ khi mới đi theo Lưu Bị. Cụ thể, trong Tam Quốc Chí của Trần Thọ thì khi hai người gặp nhau, Gia Cát Lượng đã đề ra lòng chung đối sách,
chủ động chọn vùng Tây Xuyên làm căn cứ đối trọng với hai thế lực của Tào Tháo ở phía Bắc và nhà họ Tôn ở phía Đông. Sở dĩ phải làm vậy vì thực lực hai đối thủ kia đã mạnh, an bài và khó tiến vào các vùng đất đó làm căn cứ khi Lưu Bị còn ở tình trạng gần như chưa có gì trong tay. Nói cách khác, việc chọn Tây Xuyên là bắt buộc, là phương án duy nhất. Tây Xuyên tuy không sánh bằng hai vùng còn lại nhưng cũng không đến mức túng thiếu, vẫn đủ để ổn định dân chúng, xây dựng lực lượng, tích trữ lương thảo. Bằng chứng là khi Thế Tam Quốc hình thành, Lưu Bị xưng vương ở Tây Xuyên, Gia Cát Lượng làm đại thần phụ trách nhiều việc trọng yếu, bao gồm hậu cần cho quân đội, thì nước Thục không bao giờ bị thiếu lương thảo cả. Bằng chứng rõ nét nhất là khi Lưu Bị đem quân đi đánh Đông Ngô, Gia Cát Lượng không trực tiếp đi cùng mà ở lại hậu phương lo tiếp ứng quân giới, thực phẩm và phòng bị, thì quân nước Thục không thiếu thốn gì. Lưu Bị sau đó thất bại trận đánh này là do chiến thuật sai lầm. Nguyên nhân thiếu lương là vì quân đội chuyên nghiệp hơn. Có thể so sánh với thời Xuân Thu Chiến Quốc, cả Trung Hoa bị chia nhỏ ra thành nhiều nước chứ không phải chỉ có 3 quốc gia như thời Gia Cát Lượng sống, nhưng rất ít khi có quân đội một nước thất bại vì thiếu lương thực. Hơn nữa, năng lực sản xuất thời Tam Quốc cũng hơn hẳn vì bối cảnh sau thời Chiến Quốc tới 400 năm, nên việc đổ lỗi cho vùng đất nước Thục thiếu lương chưa hẳn đã thuyết phục hoàn toàn. Nhưng thực tế, lương thực liên tục bị thiếu mỗi khi Gia Cát Lượng đem quân bắc phạt. Lý do là bởi chế độ quân dịch của nước Thục. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, theo các sử liệu ghi lại, thì các nước chư hầu đều có chế độ quân dịch là tuyển chọn nam giới, là những người nông dân khỏe mạnh trong các độ tuổi tham gia quân đội, nhưng họ sẽ không hoàn toàn là quân lính chuyên nghiệp. Quân đội đa số chỉ tập trung khi có chiến tranh, còn khi đã tương đối hòa bình thì nam giới được đưa về địa phương để tiếp tục sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy, các nước đảm bảo được nguồn lương thực không bị thiếu hụt trong đất nước mà còn có sản lượng dự trữ đề phòng chiến tranh. Cũng theo các sử liệu thì thời Tam Quốc, quân đội nước Thục không có chế độ như vậy mà là được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Mỗi nam giới khi đã vào quân đội thì coi như sẽ phục vụ trong quân đội mãi mãi chứ không được trả về địa phương sản xuất nông nghiệp nữa. Đi lính được coi là một nghề chính thức và lâu dài. Cho dù đang thái bình thì hầu hết quân lính vẫn sẽ tại ngũ và tiêu hao lương thảo. Vậy nên sức sản xuất nhiều khi không thể đảm bảo. Ngược lại, Tào Tháo là người đặt nền móng cho nước Ngụy đã sáng suốt hơn khi nhìn nhận ra vấn đề. Vì thế ông đã cho tiến hành chế độ đồn điền, tức là luôn luôn phải lập các khu vực tích trữ lương thảo. Nhờ sự cẩn trọng ấy, cùng với việc kiểm soát vùng đồng bằng Hoa Bắc chủ phú, nên đội quân nước Ngụy sau này ít khi thiếu lương. Còn với Gia Cát Lượng, chính vì chính sách quân dịch của nước Thục đã khiến quân đội tiêu hao nhiều nguồn lực hơn so với sức sản xuất của quốc gia. Thêm vào đó, muốn đem quân lên đánh phía Bắc thì quân đội phải đi qua vùng Hán Trung, nay thuộc Tứ Xuyên. Đường hành quân khó khăn hiểm trở nên việc tiếp ứng lương thảo cũng gặp vô vàn vấn đề. Chính những lý do này khiến Gia Cát Lượng dù tài giỏi đến đâu cũng không giải quyết được một vấn đề mà bản thân ông cũng đã thấy từ lâu. Ngoài vấn đề lương thực thì còn nhiều nguyên nhân quan trọng khác nữa, cụ thể như sau. Thứ nhất, cơ hội hoàn hảo nhất để bắc phạt đã trôi qua. Cuối thời Đông Hán, Hán thất đã vô cùng suy yếu, quân phiệt nổi lên khắp nơi. Nhờ ảnh hưởng của tư tưởng trung hiếu Nho Gia được đẩy mạnh từ thời Hán Vũ Đế mà gia tộc họ Lưu còn giữ được vị thế trong xã hội, tránh được nguy cơ bị tàn sát. Ngay cả Tào Tháo văn võ toàn tài cũng nghiêm ngặt tuân thủ nguyên tắc phò tá thiên tử hiệu lệnh chư hầu, đến khi chết cũng vẫn chỉ là thừa tướng Đại Hán. Tuy nhiên, trong nhiều năm, Tào Ngụy đã liên tục thực hiện công tác tuyên truyền. Trong lãnh thổ của Ngụy, đại bộ phận người dân đã công nhận tính hợp pháp của chính quyền gia tộc họ Tào. Vì vậy, giai đoạn Thục Hán Bắc Phạt, khẩu hiệu Hưng Phục Hán Thất thực chất đã không còn mang nhiều giá trị thực tiễn để huy động sự hưởng ứng trong dân nữa. Thứ hai, hậu chủ Lưu Thiện có thái độ tiêu cực đối với Bắc Phạt. Thực ra, cho dù là Nam Trinh hay Bắc Phạt, vị hoàng đế kém tài Lưu Thiện cũng đều không mặn mà. Khi Gia Cát Lượng Nam Trinh, hậu chủ nói: "Đông có Tôn Quyền, Bắc có Tào Phi, nay tướng phụ bỏ trẫm mà đi, Ngô Ngụy đánh tới, trẫm biết làm sao?" Khổng Minh Bắc Phạt, Lưu Thiện cũng bàn lùi. Tướng phụ Nam Trinh xa xôi cách trở, vừa hồi kinh chưa được bao lâu lại muốn Bắc Phạt, e là hao tâm tổn sức. Một số học giả hiện đại cho rằng, thực tế Gia Cát Lượng nắm hết binh quyền, chẳng khác nào ông vua không ai của Thục Hán. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Lưu Thiện e sợ mà thôi. Thứ ba là Gia Cát Lượng không muốn thành công. Có thuyết âm mưu cho rằng Khổng Minh xuất phát từ tâm lý bảo vệ bản thân nên lợi dụng Bắc Phạt là cách để tránh họa. Khi Lưu Bị còn sống từng hỏi ý Lượng về việc lập người kế vị, Lượng khôn ngoan đáp: "Đây là việc nhà, hỏi quan trương là được." Đây là cách để Khổng Minh giữ vị thế trung lập.
tránh khỏi tranh chấp chính trị nội bộ lúc bấy giờ. Song câu nói nước đôi của Lượng cũng đồng nghĩa với việc không ủng hộ Lưu Thiện. Điều này Lưu Thiện và Lượng đều ngầm hiểu. Vì vậy, biện pháp an toàn nhất của Lượng là nắm trọng binh trong tay. Tất nhiên với tiền đề là Khổng Minh không muốn đoạt ngôi Thục Hán. Nhưng việc Lưu Thiện liên tục 6 lần phát binh đánh Ngụy, đặc biệt cả 6 lần đều nhằm vào Kỳ Sơn, đi ngược lại nguyên tắc dụ binh, được cho là điểm bất thường. Việc Quan Vũ để mất Kinh Châu hiển nhiên đã khiến Thục mất bàn đạp, phạt Ngụy ở phía đông. Song vẫn còn Phòng Lăng, Thượng Dung có thể làm mũi nhọn đe dọa Tào Ngụy, nhưng Khổng Minh không làm như vậy. Thậm chí Ngụy Diên từng nhiều lần đề ra phương án đánh ra theo đường núi Tuần Từ, Tử Ngưu Cốc nhưng đều bị Lượng gạt đi với lý do mạo hiểm. Phải chăng Gia Cát Lượng đã nhận định rằng trước cục diện chính trị quân thần nghi kỵ lẫn nhau của Thục Hán, nếu thực sự Lượng đoạt được Trung Nguyên thì quan hệ của ông với Lưu Gia rất có thể sẽ đi đến bờ vực. Điều tận cung tàng, hết chim thì cung bị cất đi là đạo lý mà Khổng Minh hiểu rõ. Cho nên, ông thà mèo vờn chuột với Tư Mã Ý ở dọc vùng núi Thiểm Tây Cam Túc, chứ không triển khai các mũi tấn công toàn diện khác. Dựa trên thuyết âm mưu này, sau chiến dịch bắc phạt của Khổng Minh vừa là cách ông tận trung với Thục Hán, đồng thời duy trì cục diện cân bằng trong nội bộ triều đình cho đến cuối đời. Quý vị thân mến, sử gia Trần Thọ đánh giá Lưu Thiện nhu nhược, còn Khổng Minh thì vô năng. Nhưng có lẽ trên bàn cờ chính trị nhạy cảm của Thục Hán thì cách làm của Gia Cát Lượng chính là hướng đi tốt cho cả hai. Còn quý vị nghĩ sao về cách làm của vị quân sư Gia Cát Lượng? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên ấn vào đăng ký kênh và chia sẻ video này để mọi người cùng biết nhé! Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!